Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều công ty nước ngoài sử dụng nhãn mát Hàn Quốc để lừa người tiêu dùng Việt Nam. Ngày 25 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay, người Việt Nam bị lừa bởi hàng loạt sản phẩm dán nhãn Hàn Quốc. BBC dẫn tờ Chosun Ebo của Hàn Quốc cho biết, các công ty nước ngoài đang sử dụng nhãn mát Hàn Quốc để thu hút người tiêu dùng Việt Nam. Theo một bài viết của Chosun vào ngày 24 tháng 6, các sản phẩm, thực phẩm và đồ uống có nhãn mát Hàn Quốc nhưng do các công ty từ các quốc gia khác sản xuất, có thể dễ dàng tìm thấy tại các siêu thị trên địa bàn quận Đống Đa ở thủ đô Hà Nội. BBC nêu dẫn chứng có thể kể đến thương hiệu Taean Soju, một sản phẩm rượu Soju đựng trong chai thủy tinh màu xanh lá với tên bằng tiếng Hàn Quốc được viết trên nền nhãn trắng. Và đây là hình bản tin trên BBC. Thiết kế này khiến Taean Soju trông giống như những sản phẩm rượu Soju phổ biến đến từ Hàn Quốc, theo Chosun. Thậm chí, Tây Giang Soju còn được bày bán chung gian hàng với những thương hiệu rượu Soju Hàn Quốc khác như Chamisul, Damso Soju, Andong Soju và HIM Soju. Nhưng trên thực tế, Tây Giang Soju là sản phẩm của nhà máy chưng cất Tawandang năm 1999 đến từ Thái Lan. Bên cạnh rượu Soju, Chosen cho biết nhiều dòng sản phẩm khác như bánh phồng tôm, bánh quy, thạch rau câu hay rong biển trong các siêu thị cửa hàng ở Việt Nam mang nhãn hiệu Hàn Quốc nhưng thực chất đến từ các nhà sản xuất ở Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Johnson cũng phát hiện các công ty bánh kẹo Trung Quốc dùng tên tiếng Hàn cho các sản phẩm như kẹo dẻo và bánh mì ở các trạm dừng chân trên cao tốc tại Việt Nam. BBC cho biết việc đặt tên sản phẩm bằng tiếng Hàn để đánh lừa người tiêu dùng Việt Nam đã xảy ra tràn lan trên thị trường trong những năm gần đây. Vào năm 2021, báo chí Việt Nam phản ánh thực trạng những trái lê và nho mẫu đơn có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán trong nước với những mát Hàn Quốc. Đài truyền hình KBS của Hàn Quốc vào đầu năm 2021 cũng lên tiếng về vấn đề này. BBC dẫn cơ quan bảo vệ sở hữu trí tuệ Hàn Quốc viết tắt Kibo vào cuối năm 2022 cho biết các công ty mỹ phẩm nước này đang phải khổ sở với tình trạng sao chép, nhái nhãn mát, thiết kế của họ tại các thị trường Trung Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác đang trở nên nghiêm trọng. Kibo cho biết, tại Việt Nam trong năm 2021 có 660 trường hợp xếp thứ ba về số lượng. Và đây là hình rất nhiều sản phẩm dùng nhãn mát chữ hàng bày bán trong các siêu thị tại Việt Nam. BBC cũng dẫn tờ Korean Times cuối năm 2022 cho biết sản phẩm Kill Cover của thương hiệu mỹ phẩm Sileo bị sao chép. Một công ty có tên Boni Sileo đã sản xuất mặt hàng tương tự và đặt tên Kiss Cover rồi đem bán ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Chia sẻ với Johnson, Tổng Công ty Thương mại Nông thủy sản và Lương thực Hàn Quốc viết tắt IT cho rằng việc sử dụng ngoại ngữ trong thiết kế bao bì sản phẩm không phải là bất hợp pháp. Tuy nhiên, IT khuyến cáo người tiêu dùng nên cảnh giác, nhấn mạnh rằng nhiều sản phẩm ở Việt Nam được thiết kế, đóng gói với các biểu tượng Hàn Quốc để đánh lừa người tiêu dùng, khiến họ nghĩ rằng chúng được sản xuất tại Hàn Quốc. Theo BBC, các nghiên cứu thị trường chỉ ra xu hướng ưa chuộng hàng ngoại ở Việt Nam không chỉ giới hạn ở các mặt hàng giá trị cao như đồ điện tử, thời trang, mà còn lan rộng sang các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như bánh kẹo, thực phẩm chức năng, đồ uống, sữa, hàng gia dụng, sản phẩm mẹ và bé. Một số chuyên gia cho rằng sản phẩm Hàn Quốc được ưa chuộng tại Việt Nam có phần nhờ vào làn sóng hâm mộ K-pop và K-rama. Thực trạng này không chỉ tác động tiêu cực đến người tiêu dùng mà cũng khiến các công ty Hàn Quốc chịu ảnh hưởng. Vẫn theo BBC, trong bài viết vào cuối năm 2022, Korean Times cho biết các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc ghi nhận số đơn đặt hàng cho các sản phẩm phổ biến nhất của họ tại thị trường Việt Nam và Trung Quốc giảm dần qua từng năm, mà một trong những nguyên nhân chính đến từ việc nhái hình ảnh ngay ở các thị trường đó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nhiều công ty nước ngoài sử dụng nhãn mát Hàn Quốc để lừa người tiêu dùng Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Công an bộ sư Phúc Giác không được mặc áo sư, đi khất thực giống sư Thích Minh Tuệ Ngày 23 tháng 6, AFA Tiếng Việt cho hay, vụ sư Thích Minh Tuệ, công an yêu cầu sư hậu pháp Kim Cang không mặc trang phục sư, không đi khất thực. AFA dẫn truyền thông nhà nước, theo đó công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, ngày 23 tháng 6, đã triệu tập sư Phúc Giác, người còn được dân mạng gọi là hộ pháp Kim Cang, vì có vẻ ngoài dữ tận. Mục đích của việc triệu tập là để yêu cầu ông này không mặc quần áo nhà sư, đi khất thực giống như sư Thích Minh Tuệ và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết sư phúc giác tên thật là Đặng Văn Phòng, sinh năm 1983, đã đi khất thực theo sư Thích Minh Tuệ nhiều tuần lễ cho đến ngày 2 tháng 6 vừa qua. Khi đoàn sư khất thực nổi tiếng Việt Nam này bị công an giải tán khi họ đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế. AFA dẫn ban tôn giáo chính phủ cho biết nhà sư khổ hạnh Thích Minh Tuệ, người đang thực hành 13 đạo đầu đà của Đức Phật và đã đi bộ hành dọc Việt Nam nhiều lần suốt 6 năm qua, đã tự nguyện dừng bộ hành và quyết định ẩn tù. Trong khi đó, theo AFA, các thông tin được các YouTuber, TikToker đưa lên mạng những ngày sau đó cho thấy các nhà sư này liên tục bị công an địa phương giải tán khi họ tụ tập lại để đi khất thực. Vẫn theo AFA, tựa đề các bản tin của truyền thông nhà nước về sư Phúc Giác là cơ quan chức năng ngăn chặn việc lợi dụng hình ảnh ông Thích Minh Tuệ. Các bài báo cho biết, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa gặp gỡ, tuyên truyền để ông đặng văn phòng không mặc quần áo giống nhà sư đi khất thực gây hiếu kỳ hiểu lầm và đây là hình sư phúc giác hộ pháp kim cang theo báo trong nước vào ngày 19 tháng 6 vừa qua sư phúc giác đã mặc quần áo giống như người tự tu hành lê anh tú tức thích minh tuệ ra khu vực chợ hương ở thị trấn thanh hà mua hoa quả rồi ra nghĩa trang liệt sĩ huyện thanh hà thắp hương afa cũng cho biết theo công an sự việc này đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập, chụp ảnh, quay clip đưa lên mạng xã hội để câu like, gây hiểu lầm, gây dư luận xấu và có thể dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương. Truyền thông nhà nước cho biết, tại cơ quan công an, sư Phúc Giác khẳng định không thực hiện đi khất thực và chỉ tu tại nhà, không bán hàng online, không câu view, like trên mạng xã hội. AFI nhắc lại, sau khi đoàn tu của sư Thích Minh Tuệ bị giải tán vào ngày 3 tháng 6, sư Phúc Giác đã xuất hiện trên một đoạn video cho biết chi tiết công an đã khống chế sư thích minh tuệ như thế nào. Ông nói một người tu đang ngồi thuyền mà năm ông đè ra làm gì, thầy đâu có chống cự đâu mà người tu lấy gì mà chống cự. Ban ngày mời mình lên trụ sở hỏi han thì được, chứ nửa đêm mà bắt người ta trói tay vào thì sao được. Và đây là hình các khất sĩ trên đường tìm gặp thầy Minh Tuệ. Liên quan đến sư Minh Tuệ và đoàn tu, ngày 14 tháng 6, AFA đã cho hay sư thích Minh Tuệ ẩn tu lần 2 các khất sĩ khác bị mất tích trên đường tới Gia Lai. Cụ thể, thầy Thích Minh Tuệ đã xuất hiện trở lại tại một khu rẫy gần nhà ở huyện La Rây, tỉnh Gia Lai trong 3 ngày rồi sau đó đã rời đi một cách bí ẩn trong đêm 13 tháng 6. Cũng trong đêm này, nhiều khất sĩ từng bộ hành chung với thầy Minh Tuệ đã mất tích trên đường đến Gia Lai để gặp lại ông. AFA dẫn các YouTube đăng tải vào ngày 13 tháng 6 cho thấy năm khất sĩ, trong đó có Minh Tự, Minh Thông và Nhận Hội bộ hành trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực tỉnh Con Tâm đã mất tích trong đêm. Cùng lúc một nhóm khác gồm 7 vị hành giả, trong đó có sư Minh Trí, Trần Trí, Như Ngộ, Minh Thành, Vô Trụ và Minh Dược cũng mất tích sau khi nghỉ đêm ở một khu đất trống gần đường Hồng Vương, xã Đắc Bác, huyện Đắc Gây, tỉnh Con Tâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Công an buộc sư Phúc Giác không được mặc áo sư đi khắc thật giống như sư thích minh tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kiếm vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.